Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh YouTube Định Sa Đéc. Hôm nay mình thông tin đến cho các bạn hai thông tin, đó là thông tin thứ nhất liên quan đến cầu thủ Phạm Gia Huy và thông tin thứ hai liên quan đến siêu tiền đạo gốc Việt hiện đang đá cho một câu lạc bộ tại giải của Pháp nha các bạn. Thì thông tin thứ nhất thì như các bạn thấy trên màn ảnh, đó là cái phòng thay đồ của đội trẻ Wolfsburg tại sân vận động Volkswagen Arena. Và hiện tại thì mình đang ở bên Thụy Sĩ nên mình không không có thể về lại bên Đức để mình đến sân tập để mình quay trực tiếp cái cảnh cầu thủ trẻ Phạm Gia Huy tập luyện và thi đấu thử cùng các cái cấp độ U các bạn. Thì mình sẽ cố gắng để mà về lại Đức để mà đến sân vận động nơi cậu tập luyện để gửi đến các bạn cái hình ảnh cậu tập luyện tại đội trẻ của Wolfsburg nha các bạn. Thì hiện tại theo thông tin mình nắm được là Phạm Gia Huy á, vẫn chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị của các câu lạc bộ hoặc là của các bên liên quan để mà liên quan đến vấn đề nhập tịch. Hiện tại thì anh vẫn cứ theo học tiếng Việt thôi các bạn. Theo học là chủ yếu là để nâng cao kỹ năng nói thôi. Còn anh có thể sinh hoạt anh nghe được tiếng Việt tốt là vì gia đình của anh là người gốc Việt mà. Và thông tin thứ hai liên quan đến tiền đạo gốc Việt Duban các bạn, Geoffrey Duban. Thì sau khi có được niềm vui nho nhỏ là được nhiều cái cổ động viên Việt Nam biết đến và tăng cái lượt tương tác trên cái trang Instagram của mình, trang Instagram Duban gạch nối chính nha các bạn. Thì vừa qua thì cùng với đội nhà Stade Valladolid của mình hành quân đến sân vận động của đội Red Star thì anh đã tỏa sáng trong chiến thắng 2-1 của đội nhà trên sân đối phương bằng một bàn thắng là chọn vị trí đánh đầu. Dù anh bị một hậu vệ cao đến tận 1m9 kèm thì anh là chưa cao 1m85. Anh đã chọn vị trí khôn ngoan để có thể dứt điểm tỏa sáng khai thông thế bế tắc của trận đấu nha các bạn. Thì bây giờ mời các bạn xem những diễn biến chính của trận đấu mà anh tỏa sáng giúp đội nhà giành chiến thắng 2-1 trong cái giải hạng 3 của nước Pháp.